Quý vị đang quay trở lại với chương trình Tin Sáng trên kênh FBC. Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa dẫn lời của chính phủ nước này rằng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để nhấn chìm Nhật Bản. Đây được cho là phát ngôn có thể làm gia tăng căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Phát thanh viên của kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên hôm 14 tháng 9 nói rằng Nhật Bản không cần thiết phải tồn tại gần Triều Tiên nữa. Bốn hòn đảo của Nhật Bản nên bị nhấn chìm bởi vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Phản ứng sau tuyên bố này, chánh văn phòng nội các chính phủ Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, cho biết đây là tuyên bố mang tính khiêu khích cao độ. Ông cho rằng thông qua những thỏa thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Triều Tiên nên bị trừng phạt thích đáng. Biện pháp trừng phạt mới áp dụng từ đầu tuần này của Hội đồng Bảo an được đưa ra sau khi Triều Tiên tổ chức thử nghiệm tên lửa hạt nhân lần thứ 6 và cũng là lần có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, về phía Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Steven Mnuchin hôm 13 tháng 9 đã nói rằng chính phủ Mỹ đang xem xét những biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào các quốc gia có giao thương với Triều Tiên. Thưa quý vị, mới đây trước những diễn biến căng thẳng vẫn tiếp tục tăng trên bán đảo Triều Tiên, thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, ông Steven Mnuchin cho hay Mỹ có thể áp lệnh trừng phạt với những nước nào đang giao dịch thương mại với Triều Tiên, bao gồm cả Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Triều Tiên. Phía Mỹ cho biết đây có thể sẽ là lần thứ hai họ áp lệnh trừng phạt sau lần áp lệnh trừng phạt lên các ngân hàng của Trung Quốc và các công ty của nước này. Trước đó, Nhà Trắng đã áp lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng của Trung Quốc và các công ty đang giao dịch thương mại với Triều Tiên. Việc này có tác động rất lớn tới Trung Quốc và thậm chí lên nền kinh tế của thế giới. Hiện tại, phía Mỹ đang cho Trung Quốc thêm một thời gian chuẩn bị cho những lần trừng phạt tiếp theo. Chúng tôi có thể ngừng làm ăn với bất kỳ đất nước nào đang làm việc hoặc giao dịch với Triều Tiên. Chúng tôi sẽ thật thận trọng khi sử dụng những biện pháp trừng phạt này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng đã đồng ý, chúng tôi sẽ xem xét việc áp lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên. Cả Nga và Trung Quốc đều cho biết họ tôn trọng những lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và yêu cầu Mỹ quay lại đàm phán với Triều Tiên. Khủng hoảng sắc tộc ở Myanmar chưa được giải tỏa khi chính phủ Myanmar ra tuyên bố từ chối lời đề nghị ngừng bắn của phiến quân Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine. Xung đột này đã khiến hàng ngàn người dân tộc Rohingya phải sơ tán sang các nước khác. Thỏa thuận ngừng bắn được coi là một dấu hiệu cầu hòa của phiến quân Hồi giáo Rohingya sau nhiều năm xung đột sắc tộc ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, chính phủ Myanmar đã từ chối lời đề nghị này, tuyên bố rằng không đàm phán với khủng bố. Lời đề nghị này đưa ra vào ngày 10 tháng 9 và dự kiến có thể duy trì tình trạng ngừng bắn trong một tháng, với điều kiện lực lượng quân đội chính phủ hạ vũ khí để cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận được bang Rakhine. Cho đến nay, đã có hàng trăm người chết, làng mạc bị thiêu rụi, bom mìn phát nổ liên tục ở khu vực biên giới. Khủng hoảng sắc tộc dâng cao trong khoảng độ một tháng nay. Liên Hợp Quốc cho biết đã có gần 300.000 người Hồi giáo Rohingya sơ tán sang Bangladesh, cuộc di dân được coi là lớn nhất châu Á từ trước đến nay. Trong khi đó, người lãnh đạo Aung San Suu Kyi của Myanmar đang gặp chỉ trích rằng bà thất bại trong việc chặn đứng xung đột. Với việc chối bỏ lời đề nghị đình chiến, bà Aung San Suu Kyi sẽ còn tiếp tục đối mặt với chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, nhất là sau khi bà đã nhận được giải Nobel Hòa bình. Còn căng thẳng vùng vịnh dường như đi vào ngõ cụt khi Ả Rập Saudi đã tuyên bố sẽ cắt đứt mọi liên lạc, cũng như đàm phán với phía Qatar chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa lãnh đạo của hai nước. Truyền thông phía Qatar cho hay cuộc điện đàm giữa Qatar và Saudi được thực hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi cả hai bên cùng nhanh chóng giải quyết vấn đề khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh như hiện nay thông qua đàm phán. Kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar cho hay phía Qatar đã đồng ý với những điều kiện do phía Ả Rập Saudi đưa ra và sẽ gửi đại diện tới đàm phán. Đồng thời, phía Qatar cũng sẵn sàng tìm ra cách giải quyết tranh chấp hiện nay mà không phá vỡ mối quan hệ ngoại giao giữa các nước. Tuy nhiên, phía thông tấn của Ả Rập Saudi lại phủ nhận những thông tin trên của truyền thông Qatar và cho hay phía Ả Rập Saudi sẽ dừng mọi cuộc đàm phán và liên lạc với Qatar cho tới khi Qatar đưa ra một tuyên bố rõ ràng. Quyết định này chính là một hành động phản đối những cách giải thích lệch lạc của phía truyền thông Qatar và sự hiểu lầm về cuộc điện đàm giữa hai bên. Phía các chuyên gia lại cho rằng hành động của Qatar chính là muốn lôi kéo phía Mỹ dính líu vào cuộc khủng hoảng hiện tại. Đây chính là điều trái với những gì mà phía Ả Rập Saudi muốn giải quyết vấn đề khủng hoảng giữa các nước vùng vịnh. Còn những chuyên gia khác lại cho rằng diễn biến mới nhất này cũng cho thấy một kiểu chiến tranh truyền thông giữa hai nước. Thủ tướng Hy Lạp ông Alexis Tsipras vừa khẳng định vào cuối tuần qua rằng đến năm 2018, nước này sẽ thoát khỏi gói vay viện trợ của các chủ nợ quốc tế và đạt được tăng trưởng mạnh mẽ, lời tuyên bố vấp phải nhiều hoài nghi từ chính người dân của nước này. Sau nhiều năm chống chọi với khủng hoảng, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã đưa ra tuyên bố sẽ làm mọi cách để chấm dứt chương trình vay viện trợ, đồng thời là chương trình thắt lưng buộc bụng vào năm sau. Hiện tại, Hy Lạp đang vay viện trợ 86 tỷ euro, dự kiến đến hạn trả nợ vào năm sau. Cuối năm sau cũng là thời điểm mãn nhiệm kỳ của ông Tsipras.
Hàng ngàn người biểu tình không hài lòng với lời tuyên bố này, cũng như những chính sách thoát khủng hoảng của chính phủ Hy Lạp thời gian qua. Tôi tin là năm sau sẽ tệ hơn năm trước thôi. Khi nào chính sách chống lao động của châu Âu vẫn còn hiệu lực, người dân phải cần đoàn kết lại. Suốt từ năm 2010, Hy Lạp đã nhận tổng cổng 260 tỷ euro tiền vay viện trợ. Đổi lại, nước này phải được đặt trong chính sách thắt lưng buộc bụng, giảm chi tiêu công và sa thải hàng ngàn việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6 vừa qua giữ nguyên ở mức 21,2%, mức cao nhất trong khối Eurozone. Đáp lại tình trạng này, chính phủ Hy Lạp cam kết rằng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tăng thuê mướn lao động và chi 156 triệu euro hỗ trợ cho các quỹ an sinh xã hội. Cuối cùng, sau hơn 13 giờ đàm phán, thì Nghị viện Anh đã chính thức thông qua dự luật Brexit cho phép nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu EU. Việc này cũng đẩy quá trình Brexit tiến gần hơn một bước nữa. 326 phiếu thuận, 290 phiếu phản đối, vì vậy phiếu thuận giành chiến thắng. Dự thảo luật này chủ yếu là sao chép luật của Liên minh châu Âu vào trong bộ luật của nước Anh để đảm bảo rằng nước Anh cũng có một khung pháp lý và điều chỉnh giống như của châu Âu vào thời điểm tiến trình Brexit bắt đầu. Trước đó, Thủ tướng Anh, bà Theresa May đã chịu áp lực từ phía đảng đối lập nếu như dự thảo luật này không được thông qua. Như vậy sẽ dẫn tới một cuộc Brexit trong hỗn loạn bởi pháp luật đã không đủ chặt chẽ để xử lý quá trình Brexit. Tuy nhiên, cuối cùng đảng của bà đã giành chiến thắng. Mặc dù vậy, Thủ tướng Anh vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và những yêu cầu phải nhượng bộ trước khi dự thảo này trở thành luật. Và hiện tại, dự thảo này cũng phải đối mặt với các ý kiến từ những nhà làm luật của đảng Bảo thủ và đảng Cộng hòa nhằm thay đổi nó. Cuối cùng, hơn cả mong đợi, cả Hạ viện và Thượng viện đã đồng ý thông qua dự luật này vào ngày 12 tháng 9. Thưa quý vị, sau 14 năm cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ và Trung Quốc do lo sợ bệnh bò điên, giờ đây Trung Quốc đã bắt đầu nhập khẩu lại thịt bò Mỹ theo chương trình xúc tiến 100 ngày Mỹ-Trung với mục đích thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, xu hướng chuộng thịt bò Mỹ của người Trung Quốc lại đang đặt ra một thách thức khá lớn cho ngành sản xuất thịt bò tại Trung Quốc. Bị cấm nhập khẩu vào Trung Quốc từ năm 2003, nay Trung Quốc đã chính thức mở cửa nhập khẩu thịt bò Mỹ trở lại vào tháng 6 năm 2017. Vẫn giống như trước kia, khách hàng Trung Quốc rất ưa chuộng thịt bò Mỹ, không chỉ bởi vì mùi vị thơm ngon mà còn do nó có giá phải chăng. Trong khi đó, tại tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc, nhiều nông dân lại đang đầu tư lớn vào những nông trang nuôi bò mới. Tuy nhiên, nhiều người cũng nghi ngại về tiềm năng của thị trường thịt bò nội. Liệu họ có nên đầu tư thêm nhiều tiền vào lĩnh vực này hay không? Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong năm 2016, Trung Quốc đã nhập khẩu một lượng thịt bò từ Mỹ trị giá lên đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù phải nhập khẩu từ Mỹ, song theo các chuyên gia thị trường, giá thịt bò Mỹ lại có giá rẻ hơn nhiều so với thịt bò Trung Quốc. Nguyên nhân là do ngành công nghiệp thịt bò của Mỹ đã được hiện đại, trong khi ngành này tại Trung Quốc vẫn còn phụ thuộc vào những trang trại nuôi bò tư nhân với quy mô nhỏ. Nếu như chúng ta không hiện đại hóa ngành chăn nuôi truyền thống, chúng ta sẽ ngay lập tức bị loại ra khỏi thị trường. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chi phí nuôi gia súc của chúng ta khá cao, chúng ta cần phải tăng cường hiệu quả nhằm theo kịp thị trường quốc tế. Với thách thức trên, nhiều trang trại nuôi gia súc tại Trung Quốc đã nhanh chóng nhận ra vấn đề và bắt đầu lên kế hoạch thay đổi mô hình kinh doanh của mình. Để vào được thị trường Trung Quốc, thịt bò Mỹ phải đáp ứng được các nhu cầu nghiêm ngặt của chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo đánh giá, tiềm năng thị trường của thịt bò Mỹ tại Trung Quốc vẫn còn rất lớn. Mới đây, đại diện của Samsung cho biết một tin vui rằng từ sau sự kiện ra mắt Galaxy Note 8 là một trong những sản phẩm nhận được số lượng đặt hàng trước nhiều nhất trong dòng Note của hãng từ trước đến nay. Hiện tại, Samsung đang làm mọi cách nhằm bảo vệ thị trường lớn của mình với sản phẩm iPhone của Apple lên kệ vào ngày 12 tháng 9. Trong khi đó, thì sản phẩm Note 8 của Samsung sẽ bắt đầu được bán ra thị trường tại Mỹ, Hàn Quốc và một số nước khác bắt đầu từ ngày 15 tháng 9. Mọi người nói với chúng tôi rằng những phản ứng ban đầu của khách hàng là rất hứa hẹn. Kể từ sự kiện ra mắt tại New York, chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng từ hơn 40 nước, từ châu Âu tới Mỹ, và hiện tại số lượng đặt hàng đã lập đỉnh trong các dòng Note. Sản phẩm Note 8 có thể được coi là một vị cứu tinh đối với sự mất mát từ sự cố Note 7 đã khiến Samsung thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Đại diện của Samsung cũng cho biết, Samsung cần thời gian để khôi phục thị trường của mình tại Trung Quốc. Samsung hy vọng hãng sẽ giành lại được thị phần hiện đang rơi vào tay các hãng smartphone của Trung Quốc như Oppo, Vivo, Xiaomi sau khi sản phẩm Samsung Note 8 sẽ được bán vào thị trường đại lục. Chuyển sang thị trường chứng khoán châu Á liên tục rung lắc trong tuần vừa qua. Thị trường thiếu thông tin tích cực để hỗ trợ cho sự hồi phục của các chỉ số. Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm vào phiên đầu tuần. Theo thông tin từ Reuters, thì số lượng đơn đặt hàng máy móc tháng 7 tại Nhật Bản đã tăng đến 8%, đánh dấu mức tăng đầu tiên trong vòng 4 tháng trở lại đây. Bên cạnh đó, thị trường còn đón nhận thông tin về mặt bằng giá sản xuất tháng 8 ở Trung Quốc đã tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo của các chuyên gia.
thị trường tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên ngày thứ ba nhờ căng thẳng địa chính trị dần hạ nhiệt tại bán đảo Triều Tiên. Các chỉ số diễn biến trái chiều khi khép phiên ngày thứ tư, trong đó chỉ số Nikkei 225 tăng cao nhờ số ngành sản xuất ô tô và công nghệ. Trái lại, sàn chứng khoán Trung Quốc đồng loạt sụt giảm khi nhà đầu tư vẫn đang lo ngại về tăng trưởng kinh tế của nước này. Về cuối tuần, thị trường giao dịch giằng co do thiếu thông tin tích cực hỗ trợ. Theo đó, hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 8 tại Trung Quốc chỉ tăng 6% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo của các chuyên gia. Nguyên nhân là do sản xuất than đá đã liên tục suy yếu trong hơn một năm rưỡi qua. Còn chứng khoán châu Âu có tuần diễn biến trái chiều, thông tin về các chỉ tiêu kinh tế có tác động đến hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư. Sắc xanh tràn ngập chứng khoán châu Âu ngay trong phiên đầu tuần. Sự suy yếu của cơn bão Irma so với nhiều dự báo trước đó đã giúp cho tâm lý nhà đầu tư trở nên nhẹ nhõm hơn. Chỉ số Dow Jones nhảy vọt gần 260 điểm nhờ sự bứt phá của các cổ phiếu blue chip như là Goldman Sachs, Apple và 3M. Đây cũng là phiên tăng mạnh nhất của Dow Jones kể từ ngày 1 tháng 3 năm nay. Bên cạnh đó, căng thẳng có dấu hiệu hạ nhiệt tại bán đảo Triều Tiên cũng giúp cho tâm lý nhà đầu tư trở nên ổn định hơn. Thị trường tiếp tục tăng tốc trong phiên ngày thứ ba với lực đẩy từ nhóm cổ phiếu tài chính. Nhiều nhà đầu tư đang khá kỳ vọng vào việc quá trình cải cách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó, hãng công nghệ Apple vừa công bố 3 mẫu điện thoại iPhone mới cũng đã giúp cổ phiếu này tiếp tục tăng giá. Kể từ đầu năm đến nay, Apple đã nhảy vọt đến 40%. Ở những phiên cuối tuần, các chỉ số có xu hướng giằng co nhưng đà tăng vẫn chiếm ưu thế. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 đã tăng mạnh 1,9%. Con số này được nhận định là sẽ tác động đến quyết định về việc nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong cuộc họp sắp tới. Chứng khoán phố Wall thì tiếp tục tuần giao dịch khởi sắc, nhà đầu tư đang kỳ vọng vào việc cải cách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong thời gian tới. Chứng khoán châu Âu tăng điểm khá tốt trong phiên đầu tuần, nhóm cổ phiếu bảo hiểm dẫn dắt xu thế tăng của toàn thị trường. Thông tin về cơn bão Irma tại Mỹ dần suy yếu đã khiến cho nhà đầu tư tin rằng những tổn thất từ cơn bão này sẽ không tác động nhiều đến thị trường, bao gồm ngành bảo hiểm, du lịch và năng lượng. Các chỉ số tiếp tục đà tăng trong phiên ngày thứ ba khi căng thẳng dần lắng dịu trên bán đảo Triều Tiên. Nhóm ngành ngân hàng và tài chính tăng khá mạnh, các cổ phiếu của Deutsche Bank và Commerzbank đều tăng gần 3%. Theo thông tin từ Cục Thống kê Anh, thì lạm phát tháng 8 tại đây đã tăng đến 2,9%, được nhận định là sẽ gây áp lực lớn cho ngân hàng trung ương nước này trong thời gian tới. Càng về cuối tuần, thị trường diễn biến khá rung lắc, nhóm ngành khai khoáng giảm mạnh nhất khi các cổ phiếu của Rio Tinto, BHP Billiton đều trượt dốc gần 3%. Ngoài ra, thị trường còn đón nhận thông tin về việc Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất hiện tại, tuy nhiên cũng cho biết sẽ nâng lãi suất trong những tháng tới. Và trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là các thông tin đáng chú ý như sau. Bộ Lao động Thương binh Xã hội báo động tình trạng sa thải lao động nữ trên 35 tuổi. Tình trạng chèo kéo khách đang kéo lùi du lịch Ninh Bình.